con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng dẫn lòng muôn trùng, luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Chúng ta quy tụ nhau nơi đây để nhận thánh lễ, tạ ơn Chúa.
Vì biết bao ơn lành Chúa đã đổ xuống trên từng gia đình và mỗi người chúng ta. Đặc biệt hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giuse, người Toby, chị Teresa, người Ngọc, người Như, anh chị đi theo đến nhà thờ để xin Chúa chúc lành cho hôn nhân tình yêu của anh chị, cho anh chị luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho anh chị, từng gia đình để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các bậc tiền bối trong hai họ, trong gia đình của chúng ta, những người ra đi trước chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. This is the covenant which I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will place my law within them and write it upon their hearts. I will be their God, and they shall be my people. No longer will they have need to teach their friends and relatives how to know the Lord. All from the least to greatest shall know me, says the Lord. Đó là lời Chúa.
Bài trích thật thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình tư bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây liên kết điều toàn thể. Nguyện xin bình an cho Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giê-xu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã dựng nên con người có nam, có nữ và đặc phái. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Và ngày trọng đại của hai cháu, cho nên tôi muốn là chia sẻ hai thêm hai cháu một chút. Và chị em chúng ta có thể suy niệm thêm về đời sống hôn nhân của chúng ta. Con về lâu chưa đi? 2 tuần rồi hả? Hôm nay con có hạnh phúc không? Có. Are you happy, chồng ý? Đấy, chúng con rạng rỡ, cha gặp chúng con trước thánh lễ. Trưa nay cha gọi con gọi quà cho cha, cha thấy các bạn con vui lắm. Chúng con hạnh phúc lắm. Và không chỉ chúng con không hạnh phúc, cha thấy hạnh phúc mà chúng cha thấy bố Huy cũng hạnh phúc này, mẹ Linh cũng hạnh phúc mà. Mỗi người hiện diện có ông Ngọc từ Bảo Lộc về gặp cha trước lễ cũng rất là vui mừng. Đó, được gia đình hai bên đồng ý để đưa nhau đến nhà thờ để xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng con, chúng con hạnh phúc là đúng không? Không chỉ chúng con hạnh phúc mà cha thấy tất cả các khuôn mặt ở đây ai cũng rạng người hạnh phúc. Cha cũng hạnh phúc rồi. Cha nói với bố Huy là cha sẽ từng cha hai, cha về thứ năm nhưng cha không kiểu không về được. 11 giờ đến trưa nay cha mới về đến nhà. Mà cha rất là vui dù có hơi về một chút. Hạnh phúc về chúng con từ những gì của cha lên và hạnh phúc lớn lên. Hạnh phúc trong yêu thương, hạnh phúc trong gia đình. Chúng con phải cố gắng nhiều lắm. Chúng con quen nhau từ khi quen nhau đến khi hôm nay chúng con gặp bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái trắc trở,
nhưng chúng con vượt qua được hết nhờ tình yêu, nhờ lòng tin, sự tin tưởng dành cho nhau nhiều hơn, tin tưởng nhau nhiều hơn, tha thứ cho nhau nhiều hơn, và đặc biệt trong đời sống hôn nhân chúng con hy sinh với nhau nhiều hơn. Chúng con phải lấy lời Chúa, đặc biệt lời Chúa trong vấn đề hôm nay ban bày đọc. Lời Chúa trong bài đọc 1, trong bài đọc 2, bài đọc 3, chúng chính con sống trong cái hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc trong đời sống của Chúa không? Jeremiah trong bài đọc 1 được gửi đến để nói về cho chính chúng biết Thiên Chúa đến đem hạnh phúc, Thiên Chúa là tình yêu. Và con đọc trong bài đọc 1, bài đọc 2, đọc 2 của Paulo gửi đến tiểu vua Rosé như đọc: anh em hãy sống yêu thương nhau. Yêu thương diễn tả qua đời sống của chúng ta, đó là sự hiền lành, sự khiêm nhường, sự hy sinh, sự nhẫn nhục, sự tha thứ mà không xa lắm, điều vòng trái đất tự đi gieo lại gặp nhau. Người ta vẫn nói ông thơ và nguyện chân mối, nhưng mà trong người khi tôi của chúng ta tin rằng Chúa là người đến cho chúng ta. Để xin Chúa thêm sức để vợ chồng chúng con biết giải quyết, để vợ chồng con biết cách tháo gỡ những người thân quen, những người yêu thương chúng con, à để chúng con có thêm kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân để Chúa con. Và chúng con như nhau, chúng con làm chứng để tin của Thiên Chúa và tiếp tục hạnh phúc trong suốt đời sống của chúng con. Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn cái hôn của các con được Chúa củng cố bằng dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tá Quyên của một hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô trân trọng tay chúc phúc cho tình yêu vô phụ của các con và dùng ý đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con phải bài chung thủy với nhau và đã nhận trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng những thân tẩy và thánh hóa các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh cha hỏi ý kiến các con về ý định của các con. Giuse, Nguyễn Châu Vi, Teresa, Nguyễn Ngọc, Quỳnh Như, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ảnh hưởng không? Không. Khi chọn người sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái suốt sẻ tan và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và hoàn thành không? Chưa có. Vậy vì các con đã quyết định thiết lập một giáo hội hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ủng hộ của các con trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Quỳnh Tommy nhận em Quỳnh Ngọc Quỳnh Duy là vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Teresa Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, nhà anh Giuse Nguyễn Tommy làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh suốt cuộc đời. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sẽ ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tôn độ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người công cùng quân ly, nào ta chung tôn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau là dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.
bây giờ vẫn còn nguyện như xin nhận chức nhân hoàng. Làm đấu tình yêu và lòng sống thị của anh, nhân ơn cha và con và thánh thần. Anh Giuse Phong Đình Nguyễn, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chữ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân ơn cha và con và thánh thần. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Tay để cho các bạn, các bạn đem đến một tầm nhìn. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ hỡi các cha để các đồng công vinh danh Chúa. Chấp nhận nhưng của lễ chúng con vui mừng dâng tin. Chúa đã dùng vị tế công nhân liên kết anh Giuse, Nguyễn Tommy và chị Teresa, Nguyễn Ngọc, Quỳnh Như nên một. Xin cùng lấy tình phụ tử mà âu yếm giữ gìn. Chúng con cầu xin giờ được Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã thiết lập giao ước mới chân cha nhờ mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại. Cha cứu chuộc và cho họ tham dự vào tận tinh để cùng với người họ thừa hưởng vinh quang trên trời. Cha dùng hôn nhân giữa hai người nam nữ để nói lên lòng yêu thương quảng đại của Đức Kitô. Nhờ đó vi tinh đang cử hành nhắc chúng con nhớ tới chương trình kỳ diệu cha muốn thực hiện vì yêu thương chúng con. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi cha và không ngừng tung hô rằng thank you.
cần cho tôn nhan và phung sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào báo Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thân thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hồi thân Chúa lan rộng các hoàn cầu để kiện toàn mọi thân trong cung nên cùng với Đức Cha Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Cha Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã hy trần trong tình thương vui tổ và toàn thể các anh đã sống đặt lòng Chúa qua mọi thời gian, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa Trời Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn trong sự thân của Chúa Thánh Thần. Xin Cha cùng ban cho chỉ biết Chúa toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, biết trao dồi tiên thần lấy tình yêu thân kiên mà làm cho gia đình ngày thêm ấm cung, lấy cả ai hiền hòa làm rạng rỡ gia phong. Xin Cha cùng cho anh muôn và nô phong bởi trời chúc anh Chúa toàn một cách xứng đáng màu nhiệm nhiệm vụ của một người chồng trung tùy, một người cha tài đức khôn ngoan. Lạy Cha chi thánh, xin cho hai người vừa thành hôn trước mặt Cha đã cao cát tiến lên bản thân mai ngày được hân hoan như tiệc nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn về đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái ơn ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Lý Chúa. Chúa ở sống và duy trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh
anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Bạn đường sống như bạn đời,
cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng dân lo muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu.